Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi trường Trung học phổ thông Lương Văn Can, quận 8 yêu cầu lãnh đạo trường Trung học phổ thông Lương Văn Can thu hồi quyết định vào ngày 10 tháng 1 về việc bổ nhiệm 9 tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng nhà trường thay cho 9 giáo viên bị miễn nhiệm. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quyết định của hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lương Văn Can là không đúng thể thức, căn cứ, thời điểm, vi phạm quy định nên không có giá trị. Vì thế, 9 giáo viên bị miễn nhiệm sẽ quay trở lại nhiệm vụ tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng nhà trường. Ngoài thu hồi các quyết định bổ nhiệm không đúng quy định, trường Trung học phổ thông Lương Văn Can phải chấn chỉnh công tác quản lý, hiệu trưởng phải rút kinh nghiệm trong công tác bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm các vị trí phải thực hiện đầu năm học để ổn định tổ chức, xây dựng kế hoạch hoạt động của mỗi tổ. Thưa quý vị, theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, giải ngân vốn kế hoạch năm 2022 đạt 80,63% kế hoạch. Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31 tháng 1 năm 2023 là gần 540.000 tỷ đồng, đạt 80,63% kế hoạch. So với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao thì tỷ lệ giải ngân đạt 92,97%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021. Có 13 bộ và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 90%. Tuy nhiên, có 27 trên 52 bộ và 21 trên 63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 80%, 8 bộ và 1 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 50%. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Trung ương đề xuất 5 nội dung về cơ chế phân cấp, phân quyền, ủy quyền và tổ chức bộ máy hành chính Thành phố Thủ Đức. Mục tiêu của 5 nội dung đề xuất là tạo điều kiện cho Thành phố Thủ Đức chủ động trong giải quyết các thủ tục hành chính, các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, giúp Thành phố Thủ Đức phát triển đúng định hướng là cực tăng trưởng mới của địa phương. Cơ chế đề xuất còn tạo ra sự chủ động trong quản lý điều hành, hỗ trợ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức dưới sự giám sát của Hội đồng Nhân dân Thành phố Thủ Đức. Thưa quý vị, từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành tổng kiểm tra y tế hơn 50 trường học từ mầm non đến phổ thông trên địa bàn. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đoàn kiểm tra công tác y tế trường học thuộc Ban chỉ đạo công tác y tế trường học của 21 quận huyện, Thành phố Thủ Đức sẽ tiến hành kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, tổ chức bữa ăn học đường, đảm bảo các điều kiện về chăm sóc sức khỏe cho học sinh, phòng chống bệnh truyền nhiễm. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị các đơn vị trường học đảm bảo thời gian giám sát theo lịch của đoàn kiểm tra, không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học của đơn vị. Chuyển sang phần tin tức quốc tế. Thưa quý vị, Thủ tướng Phần Lan và Thụy Điển hôm qua khẳng định hai nước này cam kết gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong cùng một thời điểm. Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Stockholm, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin nhấn mạnh Thụy Điển đáp ứng tất cả các điều kiện cần thiết để trở thành thành viên của NATO. Về phần mình, Thủ tướng Thụy Điển cho biết Stockholm tiếp tục tuân thủ một thỏa thuận ba bên về việc gia nhập NATO được ký kết vào năm ngoái giữa Thụy Điển, Phần Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ nói họ có thể chấp nhận đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan trước Thụy Điển, nhưng lãnh đạo hai nước Bắc Âu bác bỏ ý kiến này bởi cho rằng an ninh của Phần Lan và Thụy Điển phụ thuộc lẫn nhau. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ NSC Ryan Day sẽ rời khỏi vị trí này. Ông Day là cố vấn hàng đầu của Nhà Trắng về chính sách kinh tế, đóng một vai trò quan trọng ở hậu trường trong việc thông qua các thành tựu lập pháp lớn của Tổng thống Biden khi Đảng Dân Chủ nắm giữ thế đa số mong manh ở cả hai viện quốc hội này. Những thành tựu này bao gồm kế hoạch giải cứu Mỹ vốn đã giúp duy trì nền kinh tế trong đại dịch Covid-19, một dự luật chi tiêu khổng lồ về cơ sở hạ tầng, đạo luật chip và khoa học trợ cấp cho sản xuất chất bán dẫn và các ngành công nghiệp tiên tiến khác và đạo luật giảm lạm phát nhằm kích thích sản xuất xe điện và các lĩnh vực kinh tế xanh khác. Việc ông đi từ chức đã được dự báo từ trước diễn ra vào giữa nhiệm kỳ của Tổng thống Biden khi Quốc hội Mỹ đang bị chia rẽ giữa phe Dân Chủ chiếm đa số tại Thượng viện và phe Cộng hòa chiếm đa số tại Hạ viện. Hiện chưa rõ nhân vật nào sẽ tiếp quản vị trí này. Thưa quý vị, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã quyết định tăng lãi suất cơ bản trong khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone thêm 0,5%. Đây là lần tăng lãi suất thứ 5 liên tiếp của ngân hàng này. Sau quyết định trên, ba loại lãi suất chính của ECB là lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi đều tăng lên và lần lượt ở mức 3%, 3,25% và 2,5%. Quyết định của ECB sẽ có hiệu lực từ ngày 8 tháng 2 tới. Theo ước tính ban đầu của cơ quan thống kê châu Âu Eurostat, mặc dù lạm phát suy yếu trở lại trong tháng 1, nhưng giá tiêu dùng trong khu vực sử dụng đồng tiền chung euro vẫn cao hơn 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tại Đức, tỷ lệ lạm phát là 8,6% trong tháng 12 năm 2022. Nguyên nhân chính thúc đẩy lạm phát cao vẫn là giá năng lượng và thực phẩm tiếp tục ở mức rất cao. Các chuyên gia kinh tế kỳ vọng rằng quyết định tăng lãi suất lần thứ 5 liên tiếp của ECB sẽ làm giảm đáng kể lạm phát trong thời gian tới. Thưa quý vị, một ngày sau khi chính quyền quân sự Myanmar tuyên bố gia hạn 6 tháng tình trạng khẩn cấp, Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar đã ban bố thiết quân luật tại 37 thị trấn thuộc 4 khu vực và 4 bang ở quốc gia Đông Nam Á này. Theo lệnh của Hội đồng được ban hành vào tối ngày 2 tháng 2, thiết quân luật có hiệu lực tại 37 thị trấn, bao gồm 11 thị trấn vùng Sakhalin, 7 vùng thuộc bang Chin, 5 vùng thuộc bang Bakwei và Mago, 4 thuộc bang Kaya, 2 thuộc Tanithai và 1 bang Kayin và 1 thuộc bang Mon. Tuyên bố của Hội đồng nêu rõ đã trao quyền hành chính và tư pháp cho chỉ huy các bộ chỉ huy quân sự tại địa phương để thực hiện an ninh, duy trì luật pháp và sự yên bình. Thưa quý vị, Katia Echazarreta, 27 tuổi, đã trở thành nữ phi hành gia đầu tiên của Mexico và cũng là một trong số những người phụ nữ trẻ nhất bay vào vũ trụ. Echazarreta, 27 tuổi, sinh ra tại thành phố Guadalajara của Mexico và chuyển đến Mỹ khi còn nhỏ. Cô là thành viên trong phi hành đoàn thứ 5 của công ty du lịch vũ trụ Blue Origin, du hành vào vũ trụ hồi tháng 6 năm 2022. Sứ mệnh của tôi là dành cho đất nước quê hương và toàn bộ cộng đồng Mỹ Latin. Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai. Để nhận được tài trợ của chương trình Vũ trụ với nhân loại, tham gia chuyến du hành của Blue Origin, Echazarreta đã phải vượt qua hơn 7.000 ứng viên từ 100 quốc gia để đại diện cho nữ giới và các nhóm thiểu số, khát khao chinh phục đỉnh cao khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Hiện nay, nữ phi hành gia 27 tuổi đang tạm dừng sự nghiệp tại cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA để làm việc tại dự luật sửa đổi hiến pháp và thông qua các luật cần thiết nhằm thúc đẩy ngành hàng không vũ trụ Mexico. Theo cô, các công ty tư nhân như SpaceX hay Blue Origin không có chỗ đứng ở Mexico nếu không có khung pháp lý điều chỉnh, chẳng hạn như việc phóng tên lửa. Một cuộc đua xe chỉ dành cho nữ giới vừa được tổ chức ở Algeria, thu hút đông đảo tay đua nữ trên khắp Ả Rập tham gia nhằm thúc đẩy việc lái xe an toàn. Cuộc đua khởi động từ ngày 25 tháng 1 và kéo dài suốt 5 ngày. Đoàn đua phải chinh phục lộ trình gần 1.300 km với những cung đường quanh co tuyệt đẹp khắp đất nước Bắc Phi này. Cuộc đua có sự tham gia của hàng chục tay đua đến từ các nước Ả Rập và ngoài Ả Rập như Pháp, Italia và Tây Sahara. Được tổ chức bởi Hiệp hội Quốc gia về khuyến khích phụ nữ tham gia thể thao và với sự hỗ trợ của Bộ Thanh niên và Thể thao, cuộc đua mang khẩu hiệu "Tôi đến thăm đất nước không có tai nạn giao thông". Khi tôi nghe nói có một cuộc đua xe hơi dành cho phụ nữ, tôi đã coi đó như một thử thách và tự nhủ tại sao không thử. Người dân ở Algeria thường nghĩ rằng phụ nữ không có kỹ năng lái xe tốt. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn cho họ thấy rằng chúng tôi có thể làm tốt được việc này. Với mục tiêu thúc đẩy việc lái xe an toàn, tốc độ giới hạn của cuộc đua là 80 km mỗi giờ và không có người chiến thắng nào được công bố. Dù nhiệt độ nước chỉ khoảng 3,5 độ C, hơn 1.000 người đầy dũng khí vẫn tham dự vào cuộc thi bơi mùa đông trên sông Danube lần thứ 52 ở thành phố Newburg, miền Nam nước Đức. Trong trang phục đồ lặn, người tham gia đến từ khắp nước Đức và các nước láng giềng như Pháp và Cộng hòa Séc để chinh phục lộ trình 4 km dưới làn nước băng giá. Nhiều người còn mang theo những chiếc bè có hình dáng hài hước. Thật tuyệt vời! Nước không lạnh lắm đâu, rất dễ chịu. Tôi đã tham gia cuộc thi này khoảng 10 lần rồi. Đây đã là lần thứ 48 tôi tham gia cuộc thi này, kể từ khi tôi 12 tuổi. Năm nào cũng thú vị cả. Một số chiếc bè được chế tạo giống với chiếc ô tô nổi tiếng trong chương trình hoạt hình The Flintstone. Những khán giả tập trung hai bên bờ sông để theo dõi cuộc đua đã vô cùng thích thú. Được biết sự kiện này được tổ chức lần đầu vào năm 1969 nhằm kiểm tra tính sẵn sàng của dịch vụ cứu hộ dưới nước tại địa phương và rồi trở thành sự kiện thường niên từ đó đến nay.